Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 6 và quý phụ huynh nhé. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài số 4 và phần bài tập rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài số 5, đó chính là thứ tự thực hiện các phép tính. Thì đối với thứ tự thực hiện phép tính á, các phép tính thì ở trong sách này người ta đã đưa ra sẵn luôn. Đây, ở cái phần nội dung câu hỏi hoạt động á, thực hiện cái phép tính này như thế nào? Thì sau khi mà thầy hướng dẫn ở cái phần này, cứ mỗi phần thầy cho ra một ví dụ để em hình dung, sau đó thầy sẽ trở lại vấn đề từ trên xuống dưới nha. Đây các em này, đáng lẽ thầy sẽ giảng bên ngoài trước rồi mình vào trong bài học sau, nhưng mà thầy thấy ở đây người ta viết rất là rõ ràng và chi tiết nên thầy sẽ đi theo thứ tự ở đây luôn nè. Khi thực hiện các phép tính trong một biểu thức này, đối với nghĩa là ở đây thầy ghi như này ra cho nó dễ hình dung nè các em này. Khi mà thực hiện á thì các em chia thành hai phần. Thứ nhất á là không có dấu ngoặc. Không có dấu ngoặc nè nha. Không có dấu ngoặc và có dấu ngoặc. Nếu như trong biểu thức, nếu như mà có dấu ngoặc thì chúng ta thực hiện dấu ngoặc này trước. Được nào? Rồi mình tới gì? Những cái phép tính cộng trừ nhân chia lũy thừa. Còn nếu như trong một phép tính mà không có dấu ngoặc này, không có dấu ngoặc thì chúng ta sẽ chia nhỏ ra nữa này. Nó chỉ có phép cộng hoặc là phép trừ, phép nhân hoặc là phép chia nhá. Nó chỉ có trên một phép tính chỉ có cộng hoặc trừ, hoặc là trên một phép tính nó chỉ có nhân hoặc chia, thì chúng ta sẽ thực hiện gì? Thực hiện từ trái sang phải. Nhớ không thầy như vậy? Từ trái sang phải, thầy lấy ví dụ này. Cứ mọi cái thầy lấy ví dụ này. Ví dụ 10 cộng 5 trừ 3 đi hạt, đơn giản vậy thôi. Nghĩa là trong một cái phép tính này nó chỉ có cộng và trừ này, đây chỉ có cộng và trừ này, thì chúng ta sẽ thực hiện từ trái sang phải. Từ trái sang phải nghĩa là theo chiều này. Nghĩa là các em sẽ lấy 10 cộng 5 trước là bằng 15, sau đó các em trừ cho 3 và kết quả ở đây sẽ bằng 12. Chứ chúng ta không được lấy là 5 trừ 3 trước ha, hoặc là 3 với 5 này trước, mà chúng ta thực hiện từ trái sang phải. Đó, cộng với trừ ha. Hoặc là bây giờ chúng ta sẽ lấy nhân chia đây, ví dụ như 4 nhân 5 chia 2 đây, ví dụ thế. Thì trong đây có nhân với chia thì chúng ta cũng thể thực hiện từ trái sang phải, là các em sẽ lấy 4 nhân 5 trước, đó chính là bằng bao nhiêu các em? Bằng 20, sau đó các em sẽ chia 2 và kết quả đây sẽ bằng 10. Chứ các em không được lấy 5 chia 2 này trước, em hiểu không? Đấy, ok chưa? Được không nào? Còn nếu như mà trong một phép tính nó có cộng này, trừ này, nhân này, chia, thì chúng ta sẽ thực hiện nhân chia trước, cộng trừ sau. Đó, hiểu chưa? Nếu như mà có nhân chia cộng trừ á, thì chúng ta nhân chia trước cộng trừ sau. Thì lấy ví dụ này, ví dụ như là 18 nhân 2 cộng 6 chia 3 trừ 4 đây, ví dụ thế. Thì ở đây các em thấy này, có cộng, có trừ, có nhân, có chia này, theo nào? Thì chúng ta phải thực hiện là nhân chia trước cộng trừ sau. Nhưng mà chúng ta thực hiện nhân ở đây, 18 nhân cho 2 là bằng 36, cộng 6 chia 3 bằng 2 trừ 4. Sau đó nó lại trở thành là gì? Cộng với trừ. Thì chúng ta sẽ làm thực hiện giống ở trên đây. Chúng ta sẽ thực hiện từ trái sang phải. Các em sẽ lấy 36 đây, từ trái sang phải. 36 cộng cho 2 là bằng 38. 38 trừ 4 thì bằng 30. Câu trả lời ở đây bằng 34. Hiểu chưa? Còn nếu như cũng không có dấu ngoặc mà ở đây là có gì? Lũy thừa. Lũy thừa. Rồi có nhân, rồi có chia, có cộng và có trừ. Thì chúng ta phải thực hiện lũy thừa trước. Lũy thừa rồi tới nhân với lại chia, rồi tới cộng với lại trừ. Các em hiểu nào? Ta sẽ làm theo cái thứ tự này. Thầy lấy ví dụ. Ví dụ dưới đây nha. Ví dụ như là 2 mũ 4. 2 mũ 4 nhân 2 đi. Nhân 3 đi. Nhân 3 đi. Cộng 18 chia cho 9 trừ cho
4 mũ 2 đi, ví dụ thế, bằng. Thì ở đây em thấy này, chỗ nào có lì thừa, chỗ này có lì thừa và chỗ này có lì thừa đúng không? Thì chúng ta phải thực hiện lì thừa trước. Đó chính là gì? 2 mũ 4 là bằng là bao nhiêu? 16 nhân cho 3 cộng 18 chia 9, cứ để đó. Ở đây là trừ cho 16. Được không nào? Nó bằng tiếp này, 16 nhân 3 bằng 48. 18 chia 9 là bằng 2. Nghĩa là sau khi các em thực hiện lý thừa xong, sau đó các em sẽ thực hiện phép nhân và phép chia ở đây. Phép nhân và phép chia ở đây, sau đó cuối cùng mới là cộng trừ ở đây, hiểu không nào? 2 trừ 16. Các em lấy 48 cộng cho 2 là bằng 50. Trừ 16 thì kết quả ở đây sẽ bằng 30. 34, đó. Nghĩa là cứ mọi cái thì thầy sẽ đưa ra và cho một ví dụ là các em sẽ thấy rất là dễ hiểu. Đó, thầy chia ra như vậy dễ hiểu chứ nào? Chỉ có cộng trừ hoặc là nhân chia thì chúng ta thực hiện từ trái sang phải. Còn nếu mà có cộng trừ nhân chia thì các em thực hiện là nhân chia trước, cộng trừ sau. Còn nếu có lũy thừa cộng trừ nhân chia thì các em thực hiện lũy thừa trước rồi tới nhân chia rồi tới cộng trừ. Đấy. Bây giờ có dấu ngoặc. Có dấu ngoặc nghĩa là trong biểu thức á, mà nếu nó có dấu ngoặc thì chúng ta phải thực hiện dấu trong ngoặc trước. Được nào, trong ngoặc trước vậy thôi. À, và đặc biệt có những dấu ngoặc này, khi mà có ngoặc tròn, ngoặc vuông và dấu ngoặc nhọn thì chúng ta thực hiện ngoặc tròn trước rồi tới ngoặc vuông và tới ngoặc nhọn. Thì phần này thầy sẽ lấy ví dụ trong sách nha. Được chưa nào? Đấy, ok nha. Rồi. Như vậy thì cái phần này á, chúng ta sẽ ghi vào và học thuộc lòng giùm thầy ở trong đây. Ok chưa nào? Thì bây giờ trở lại này, trở lại vấn đề thầy sẽ làm cho các em phần này này. Thực hiện như thế nào nha? Thực hiện như thế nào sau đó mới xuống cái hoạt động 1 thì các em sẽ biết ngay. 6 này trừ 6 chia 3 cộng 1 nhân 2 sẽ làm như thế nào? À, nếu như trong biểu thức thầy đã nói rồi, nếu có dấu ngoặc thì chúng ta phải thực hiện trong ngoặc trước nha, phải thực hiện trong ngoặc trước. Như vậy chúng ta phải thực hiện trong ngoặc này này. Trong cái ngoặc này thì các em để ý nó có phép gì? Phép chia và phép cộng. Thì chúng ta phải thực hiện phép chia trước rồi mình tới phép cộng. Còn số 6 và số 2 này cứ ghi lại chứ không phải vứt đi nhé. À, chúng ta 6 này trừ này, các em lấy 6 chia 3 này là bằng 2 cộng 1 nhân 2 đây. Nghĩa là số 6 và số 2 này chưa đụng chạm gì cả nhưng cũng phải ghi lại chứ không phải vứt đi. Rồi khi đó các em tính cái ngọt này rồi ta ráp vô là không được. Toán học là nó phải có mặt hết chứ không có thể mất đi. Nghĩa là chúng ta chỉ biết biến đổi từ bước này sang bước khác nhưng giá trị của nó vẫn không thay đổi. Các em hiểu chưa nào? Rồi số 6 này ghi lại, chúng ta sẽ thực hiện cái ngọt này. Trừ này, các em lấy gì? 2 cộng 3. À thầy là 2 cộng 1 là bằng mấy? Nghĩa là khi đó người ta bỏ ngọt thì xin lỗi em, bỏ ngọt này nha, trở thành 3 nhân 2. Nếu như á, bạn nào mà lấy 6 trừ 3 sau đó nhân 2 này thì em sai ngay. Tại vì ở đây là phép trừ và phép nhân. Thì hồi nãy thầy nói rồi, trong một phép tính mà nếu có cộng trừ nhân chia thì chúng ta thực hiện nhân chia trước cộng trừ sau. Như vậy ở đây trừ và nhân thì chúng ta phải thực hiện phép nhân ở đây trước này. Như vậy số 6 này thì em ghi lại, 3 nhân 2 bằng 6, như vậy kết quả nó bằng mấy? Bằng 0. Đấy. Hiểu chưa? Ok chưa? Rồi. Như vậy thì ở đây người ta họ nói như đây này, một thực hiện này. Thầy trả lời hoạt động, thầy trở lại cái bài này để em hiểu nha. Hoạt động phần hoạt động cho em này. Khi thực hiện phép tính này, bạn ăn ra kết quả bằng 0, bạn bình ra kết quả bằng 2. Bạn chi ra kết quả bằng 5, vì sao kết quả khác nhau đó? Vì sao em? Vì sao mà nó ra tùm lum vậy? Tại vì các bạn khi thực hiện á, khi thực hiện thì như nào em? Như đây, bây giờ nhớ lưu ý cái này là không có ngoặc này. Tính cái này trước nha. Nó không có ngoặc gì cả này. Nhìn đây này. Tại sao nó ra một số kết quả như vậy nha? Bây giờ thầy làm đúng trước nha. Thầy làm cái theo phương pháp đúng trước, là coi bằng máy trước nha. Ở đây có trừ, chia và nhân thì em phải thực hiện nhân chia trước cộng trừ sau. Ở trong đây nó có cả chia và nhân thì chúng ta thực hiện từ trái sang phải. Cái phép trừ đi để đó, 6 trừ để nó. Kem 6 chia 3 trước này. 6 chia 3 được 2 này, nhân với 2 đây. Sau đó các em sẽ có 2 nhân 2 trước này, chứ các em không được thực hiện phép trừ này trước nhé. 6 trừ 2 nhân 2 đây là 4 này. Chứng tỏ kết quả đây bằng 2 là đúng này. Chứng tỏ bạn nào đúng này. An 0 bình 2. Ha. Như vậy thì theo các em là bạn nào đúng? Bạn Bình đúng này. Bình đúng này. Đúng nào?
bạn bình ra cái đội bằng 2 bạn chi này, tại sao ra bằng 0 này, em xem thử nè, bạn nào biết nè. Bằng 0 thì ở đây các bạn, ví dụ bằng 0 thầy sẽ thực hiện bằng 0 này, em xem này, 6 trừ 6 ở đây là gì? Các em lấy giờ thực hiện bằng, nghĩa là bây giờ nếu bằng 0 thì bạn chắc chắn bạn sẽ lấy như này, lấy 6 trừ 6 này bằng 0, sau đó chia 3 nhân 2 thì kết quả bằng 0 này. Đây là của bằng An này, cái này sai nha. Tại sao bằng 5 này, thầy làm luôn em thấy này, 6 trừ 6 chia 3 nhân 2 tại sao bằng 5 này, bạn làm như này này, bạn lại lấy 6 trừ, bạn lấy 3 nhân 2 này trước, 6 chia cho 6 chứng tỏ, sau đó lấy 6 trừ 6 chia 6 bằng trừ 1 chứng tỏ bằng 5, là đây của bằng chi này, cái này cũng sai, cái này sai, cách làm này sai, cái này là sai, bạn Bình làm đúng này đó, đừng nói bạn Quang làm đúng nha, bạn thầy Quang làm đúng. Rồi tại sao sai? Tại vì khi đó bạn An và bạn Chi thực hiện theo thứ tự là sai, thứ tự thực hiện theo tính sai, chỉ có bạn Bình thực hiện đúng thôi. Nhưng mà các em cả trả lời thầy đây là bạn Bình làm đúng vì thực hiện đúng theo cái quy tắc nhân gì, nhân chia trước cộng trừ sau đó. Còn câu trả lời thì chúng ta thì ghi vô. Còn bạn An với lại Chi làm sai vì thực hiện không đúng theo quy tắc, vậy thôi. Quy tắc nhân chia trước cộng trừ sau bạn thực hiện không đúng ha, hiểu chưa nào? Còn đối với ở cái bài này, giả sử như cái bài này thầy sẽ làm coi như minh họa, ví dụ nó có dấu ngoặc nha, 132 trừ ở đây 100 trừ ở đây 78 trừ 73 bình phương chia 5 cộng 9 ngọt vuông ngọt tròn. Rồi bằng này, kiếm nhìn giùm thầy ở đây nè, đối cái bài này thì em thấy rằng là nó có gì, ngọt tròn này, thấy hai ngọt tròn này không, rồi tới lòng vô là ngọt vuông này, rồi tới gì ngọt nhọn này, thấy chưa nào? Như vậy theo quy tắc thực hiện thứ tự thực hiện phép tính ấy, thì em phải tính ngọt tròn trước này, tính trong ngọt tròn này trước, sau rồi tới ngọt vuông và cuối cùng là tới ngọt nhọn này. Như vậy thì những cái thành phần 132, 100 và số 9 này chúng ta cứ vẫn ghi lại. Mục đích bây giờ là các em thực hiện trong ngọt tròn này. Như vậy 132 này, để đó, khi mà đụng chạm tới thằng nào thì mới đụng cái thằng đó, còn những thằng khác không đụng thì cứ ghi lại. Các em lấy 78 trừ cho 78 trừ 73 thì bằng mấy? Bằng 5. Nhớ ở ngoài này nó có mũ 2 này, có lũy thừa 2 này. Như vậy đây là mũ 2, ở đây chia cho 5, chia cho 5 cộng cho 9. Rồi nhớ đây có chia 5 này. Thì bây giờ theo quy tắc thì chúng ta đã bỏ ngọt tròn xong, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tới bỏ ngọt ngọt vuông này. Thấy trong ngọt vuông không? Trong ngọt vuông này thì nó có lũy thừa này, có phép chia này, có phép cộng. Thì theo thứ tự thực hiện phép tính hồi nãy thầy dạy rồi, chúng ta sẽ thực hiện lũy thừa này trước, rồi tới thực hiện phép chia ở đây, rồi miễn tới thực hiện phép cộng ở đây. Còn cái ngọt nhọn này cứ vẫn cứ ghi lại, 100 trừ, bây giờ thầy tính lũy thừa ở đây, 5 mũ 2, 5 mũ 2 là bằng, hay là các em sử dụng thực hiện chia hai lũy thừa cùng cơ số cũng được. Như vậy 5 mũ 2 chia cho 5 mũ 1 thì bằng 5 mũ 1, chứng tỏ đây sẽ bằng 5. Còn không thì chúng ta sẽ thực hiện bằng cách là phân tích cái số 5 mũ 2 này bằng 25, lấy 25 chia 5 này kết quả bằng 5. Hoặc là ở đây thầy thực hiện theo công thức là nhân hai lũy thừa cùng cơ số cho nó nhanh hơn một bước nha. Như vậy đây bằng 5 cộng 9. Rồi bây giờ thầy tiếp tục bỏ dấu ngọt vuông này bằng cách lấy 5 cộng 9 ở đây. Như vậy 5 ở đây trừ nhé, thầy nói trừ 5 cộng 9 là bằng 14. Rồi sau khi bỏ ngọt vuông xong thì giờ tới lượt bỏ ngọt nhọn. 132 trừ 100 chúng ta trừ cho 14 thì sẽ bằng bao nhiêu? 86 đúng không nào? 86, hiểu ra bước nào?
Hiểu chưa? Ok chưa? Nhưng mà kem lánh 132 trừ 86 thì bằng bao nhiêu nè? 40 46 xong. Đây chính là kết quả của cái bài này. Theo thứ tự ạ. Như vậy nãy giờ mà các em chú ý nghe thầy giảng ấy, thì các em gần như đã biết cách làm bài tập bài này rồi. Không có gì khó cả. Ha. Rồi, thầy sẽ gấp cái tờ giấy lại em nhé. Ta xem thầy ví dụ ấy. Đây. Đây. Hai bài đây. Thấy chưa? Bây giờ thầy sẽ tiến hành làm cho các em cái phần thực hành nha. Thực hành 1. Câu A, người ta yêu cầu các em tính nè. 72 nhân cho 19 gì trời? 72 nhân cho 19 trừ 36 mũ 2 chia cho 18. Được chưa? Ở đây số 72 chứ không phải 7 mũ 2 được em nhé. Bằng này. Các em nhìn lên đây, nó có dấu ngoặc không? Đối với bài này thì nó là một biểu thức không có chứa dấu ngoặc thì chúng ta sẽ thực hiện gì? Ở đây có lũy thừa, có nhân, có chia và có phép trừ thì chúng ta thực hiện lũy thừa này trước. 36 mũ 2 này. Đúng không? Như vậy theo tự thực hiện âm tính thì chúng ta thực hiện gì? 36 mũ 2 này trước. Đúng không? Rồi tới nhân chia và tới cộng cộng trừ. Như vậy 72 nhân 19 cứ để đó. 36 mũ 2 đừng phải lấy 36 nhân 2 đây bằng 72 là thôi toàn thôi nha. Mà lấy 36 nhân 36 thì bằng 1296 kem chia cho 18. Được không? Kem lấy số liệu này chia cho 18. Thì ở đây 72 nhân cho 19 trừ đi cho 72. Tới đây nó có hai cách làm các em. Một ạ, cách thứ nhất chúng ta thực hiện theo thứ tự nha. Thầy làm cách 1 trước theo thứ tự thực hiện, tính là các em sẽ thực hiện phép nhân ở đây trước. Lấy 72 nhân 19 thì chúng ta nhân ngoài nháp thì kết quả bằng 1368 trừ 72. Và kết quả ở đây sẽ bằng 1296. Được chưa nào? Đó, 72 nhân 19 rồi trừ ở đây là 72. Rồi, được chưa? Cái cách 2 này thầy làm ở đây để các em tham khảo thôi nha. Nghĩa là một cái bài của chúng ta thực hành một là hoàn chỉnh như này rồi này. Hoàn chỉnh này. Còn ví dụ như từ cái đoạn này này. Mà thôi. Nghĩa là ý thầy muốn nói cách 2 ở đây là đặt 72 ra chung á, bên trong còn lại là 19 trừ 1. 19 trừ 1 là còn 18, cho em lấy 72 nhân cho 18 thì nó không ra kết quả này. Nhưng mà thôi, chung nó rùm rà phức tạp nữa rồi. Các em lại không hiểu nữa ha. Ta đi sang ở câu B. Ta sang câu B nha. Ta ghi đề này. Làm đấy, 750 chia ở đây 130 trừ 5 nhân 14 trừ 65 mũ 3 cộng 3. Đúng không nào? Coi cái đề nó phải chính xác không? Cái đề nó sai là mất công mình lại làm sai nữa ha. Thì ở đây em thấy này, đây có ngọt nhọn này, ngọt vuông này, ngọt tròn này. Trong ngọt tròn này chắc chắn ta thực hiện ngọt tròn này trước. Chúng ta thực hiện ngọt tròn này bằng cách chúng ta chỉ lấy 5 nhân 14 này trước, sau đó trừ 65. Và lưu ý ở bên ngoài này có mũ 3. Như vậy những cái thành phần 750 này, 130 này cứ phải ghi lại, ngọt vuông ghi lại này, ngọt tròn vẫn ghi lại này, chưa bỏ được. Lấy 5 nhân 14, 5 4 là 20, 70 đúng không nào? Trừ 65 ở đây mũ 3 này cộng cho 3 này. Rồi tiếp tục, bây giờ thầy thực hiện lấy 70 trừ 65 ở trong đây, còn những thành phần khác các em cứ ghi lại. Bảy mươi mà trừ 65 là bằng 5 mũ, 5 mũ 3 cộng cho 3. Các em hiểu không? Đấy. Rồi tiếp tục, 70, 750 chia 130 trừ. Bây giờ trong một vuông này thì thầy sẽ thực hiện lũy thừa này trước nha. 5 mũ 3 thì bằng 125 cộng 3 bằng 750 chia 130. Thầy lấy hai này cộng lại, như vậy thì ở đây sẽ bằng 120, 128 bằng tiếp 750 chia, lấy đây trừ cho 128 thì bằng mấy? Bằng 2. Lấy 750 chia 2 thì bằng
700, 370, 375. Hiểu chưa nào? Theo thứ tự thực hiện như vậy. Chúng ta sẽ đi sang ở cái bài thực hành 2 nha. Ta đi sang bài thực hành 2 nha. Ta có câu A này. Ta có 13x trừ 12 mũ 2 chia 5 bằng 5. Rồi. Cái bài này tương đối khó với em một xíu nha. Như vậy này, ở đây các em thấy này. Mục đích của chúng ta ở đây là đi tìm x. Đúng không? Nghĩa là cái x nó nằm ở đây. Để thầy lấy tờ giấy nháp này. Thầy giảng chỗ đây để các em hiểu chỗ đây trước này. Nhìn thầy công thức này này. Nhìn thầy công thức này trước này. Để làm cái chỗ đây nha. Thầy coi cả cái ngọt này đó chính là x. X lớn này đây. Giả sử x lớn này chia 5 bằng 5. Thì em từ đó chúng ta suy ra được x lớn này bằng gì. Đây là số gì? Số bị chia. Ở đây chính là số số chia và đây chính là thương. Như vậy để tính số bị chia thì em sẽ lấy số chia nhân lên cho thương. Như vậy thì x này sẽ bằng là 5 nhân 5. Các em hiểu nè. Đấy. Hay nói cái khác chúng ta có công thức này này. X chia cho A bằng B. Thì từ đây chúng ta suy ra x này sẽ bằng B nhân A. Nhớ thầy ghi gần thầy công thức này vô nha. Còn nếu như mà x nhân A mà bằng B ấy, từ đây chúng ta suy ra x sẽ bằng B chia A. Ghi dùm hai công thức này vô để chúng ta áp dụng ở các bài tìm x. Thì thông thường chúng ta hay áp dụng những bài này để các em làm này. Đó. Được chưa nào? Thì bây giờ thầy sẽ áp dụng cái hai công thức này vào để chúng ta làm ở cái bài này. Coi này, thầy vẫn để công thức đây để các em thấy này. Coi cả cái ngoặc này đó chính là x chia cho 5 bằng 5. Thì cái ngoặc này thầy ghi lại là tương ứng nó chính là x. 13x trừ 12 mũ 2 sẽ bằng 5 nhân 5. Đây này, x chia a bằng b thì x này sẽ bằng là a nhân b, hiểu chưa? Nhưng mà thầy thực hiện bên đây trước, trở thành 13x trừ 12 mũ 2, 5 nhân 5 thì bằng 25. Xong, rồi, thì bỏ tờ giấy đi ra nha. Tiếp tục. Bây giờ 13x cứ để đó. Thầy sẽ tính 12 mũ 2. 12 mũ 2 là bằng 1, nghĩa là 12 nhân 12 là bằng 144 các em. Ở đây bằng 25. Ở đây chúng ta thấy này, đây chính là gì? Số bị trừ, số trừ hiệu, x ở đây nó thuộc về số bị trừ. Như vậy để tính số bị trừ thì các em lấy hiệu cộng cho số trừ. Như vậy thì 13x sẽ bằng là hiệu này cộng cho số trừ là 144. Như vậy 13x sẽ bằng, lấy 2 này cộng lại, lấy 2 này cộng lại là bằng 169. Như vậy chúng ta là nãy thầy đã cho các em công thức rồi. A nhân x bằng B này. A nhân x bằng B thì x này sẽ bằng B chia A. Như vậy thì hay nói cái khác là tích 13, đây là 13 nhân x này. 13 nhân x đây là thừa số nhân thừa số, đây là tích này. Như vậy để tính được cái thừa số thứ hai thì em sẽ lấy tích chia cho thừa số thứ nhất. Như vậy x này sẽ bằng là 169 chia cho 10 13. Như vậy x này sẽ bằng bao nhiêu? 13. Xong. Hiểu không nào? Thấy như vậy thầy làm thì nó vẻ trơn tru dễ hiểu, nhưng mà quan trọng các em làm á, nó phải chắc. Những cái dạng này thầy nghĩ nó hơi khó đối với các em đó. Theo quan điểm của thầy thôi, chứ không biết là các em khó hay dễ thầy cũng không biết ha. Rồi, chúng ta sẽ đi sang ở cái câu B. Thầy tương tự như vậy, thầy cũng sẽ ghi đề. À, 3x. Đúng không nào? 3x nhân ở đây là 8 mũ 2 trừ 2 nhân cho 2 mũ 5 trừ 1 ở đây bằng 2022. Rồi. Ở đây là 3x nhân ha. Thì bây giờ này, chúng ta thực hiện cái gì trước này? Chúng ta thực hiện trong ngọc tròn này trước. Sau đó tới ngọc vuông này. Mục đích của thầy làm gì? Để chúng ta tính ra được một cái giá trị của nó là bằng bao nhiêu. Các em hiểu nè. Như vậy thì ở đây nó có 3x này, cứ để đó. 8 mũ 2 để đó luôn. Trừ 2 nhân để đó luôn. Bây giờ chúng ta thực hiện trong này này. Ở trong cái ngọt tròn này thì chúng ta thấy là 2 mũ 5. 2 mũ 5 thì bằng bao nhiêu? 30. 32 trừ 1. Đó, ok chưa? Cái này cứ ghi lại. Tiếp tục 3x nhân 8 mũ 2 cứ để đó luôn. 2 nhân để luôn. 32 trừ 1 thì bằng 31. 2022. Được không?
Được chưa? 3x nhân 8 mũ 2 trừ 2 nhân cho 31. Bây giờ các em sẽ lấy thực hiện lý thừa đây luôn. 8 mũ 2 này, bây giờ chúng ta bằng số 4 đây luôn em nha. Số 4 em nha. Thực hiện trong ở đây nhân cho 31. Nghe chúng ta thực hiện lý thừa trước ở trong ngọc vuông này. Do thầy đang lững lững, thầy đang nghĩ một vấn đề nào đó, thầy tưởng thầy quên giảm mất. Rồi, 8 mũ 2 không phải lấy 8 x 2 bằng 16 này sao? 8 x 8 bằng 64. Sau đó thầy sẽ tiến hành lấy 64 này trừ 2 để nhân lại với nhau. Là bằng số mấy? 62. Được không nào? Ok chưa? Như vậy chúng ta lấy 3x nhân 64 trừ 62 là bằng 2. 2022. Sau đó các em lấy 3 x 2 này là bằng 6x. 2022. Như vậy x này sẽ bằng là gì? A nhân x bằng b thì x này sẽ bằng b chia a. Như vậy 2022 chia cho 6. Như vậy x này sẽ bằng là gì? 337, đúng không? Và thì 2022 chia cho 6. Đây. Được chưa nào? Thấy chưa? Ok chưa? Rồi. Dạ, hiểu không em? Có đâu mà khó đúng không? Ta sẽ đi sang ở cái phần 2 là sử dụng máy tính cầm tay. Đây, thầy sẽ giới thiệu cái phần này là rất là dễ hiểu, cho có gì khó nghe. Thầy yêu cầu các em này, các em bảo phụ huynh mình là mua cho mình thì tùy theo điều kiện gia đình các em thôi, nhưng mà nếu đã ráng mua thì mua cái loại này luôn nha. Loại này gần như là mới nhất của cái dòng Casio, đừng nói Casino quân bài, Casio FX580VNX. Đó nè. Thì cái nút này này, các bàn phím này thì nói chức năng một xíu này. Cái nút mở nguồn, ví dụ các em muốn tắt là các em bấm Shift AC là tắt này. Shift AC là tắt nhá. Mở nguồn là nút cái nút on này này. Cái nút on này mở nguồn này. Mở ở đây nè, mở ở chỗ đây, nút on này tắt là Shift AC là thứ nhất. Bây giờ mở lại này. Các phím chức năng của nó là gì? Nhân này, chia, cộng này, trừ, chia này, số nó từ 0 cho tới 9. Độ nào phẩy là đây, phẩy là chấm đây, bằng đây, kết quả bằng đây. Còn cốt tan của tan trên đây là các em không quan tâm, các em chỉ quan tâm chỗ này này. Ví dụ ở đây bấm số mũ là chỗ đây nha, số mũ này. Còn nếu như các em không thích, ví dụ mũ 2 là đây, ví dụ thầy bấm 8 đây, 8 này, mũ 2, thầy có hai cách bấm 8 mũ 2 như vậy, đúng không? Còn thầy không thích là thầy bấm như này, bấm đây trước, sau đó thầy bấm số 8. Đấy, chúng ta bấm di chuyển cái con trỏ này lên là bằng cách bấm phím ngang này, sau bấm bấm số 2 là ra cùng 812. Thử bấm vô bằng thử nha. Đây, bấm vô bằng thì bằng 64, thấy chưa? Là cách bấm này. Còn ví dụ mũ 3, ví dụ 8 này cũng là 8 đây. Nếu chúng ta bấm như này là mũ 2, đúng không? Để xóa là bấm delete này các em nhé. Xóa là bằng chữ delete này. Còn muốn bấm mũ 3 là các em bấm shift x mũ 2 này thì ra được 8 mũ 3, thử bằng này. Đấy là cách bấm thứ nhất. Còn bây giờ thầy thích bấm cách bấm thứ hai, thầy sẽ bấm, nghĩa là bấm cái phím này này, là bấm bất kỳ mũ nào cũng được. 8 này, bấm phím ngang đây nha, bấm phím ngang này lên này, mũ 3 này sẽ bằng này. Đó, thấy chưa? Nghĩa là ở cái chỗ này này, các em thấy ở đây mũ 2 và mũ 3 thì nó chỉ được mũ 2, mũ 3 thôi, chứ bắt đầu mũ 4, mũ 5 trở lên thì bắt buộc phải sử dụng cái thằng này. Thằng này. Ví dụ bấm 8 mũ 4, bấm đây, dù bấm 8 này mũ 4 bấm ở đây, bấm dù mũ 5 chẳng hạn, 8 mũ 5 thì bấm vô bằng vậy thôi. Tại chúng ta đang học về cộng trừ nhân chia lũy thừa. Còn một cái nữa thầy muốn nói này, đây ngoặc này, ngoặc này, đây là mở ngoặc này, đây là đóng ngoặc này ha. Bây giờ chúng ta thực hiện theo cái bài của người ta đây trước này. Ở đây này 17 đúng không, chúng ta bấm 17 này. Cộng này, ta bấm phím cộng ở đây, 34 này, đúng không? Trừ cho 6 nhân 2, 6 này, nhân này, 2 này, đó. Thấy chưa? Ta bấm vô bằng. Như vậy máy tính nó ra hiện tại ta kết quả 39, thấy chưa? Ok chưa nào? Rồi, hiểu nè. Rồi tiếp tục, giờ thầy bấm lũy thừa ở cái này nha.
Giờ bấm cái này nha, 4 mũ 3, đây 4 này, 4 này, chúng ta bấm theo thầy thì các em nên chọn cái này đi cho nó tổng quát, 4 này, mũ 3 này. Khi đó cái nháy này, các em lưu ý cái nháy này nằm ở trên mũ 3 này nha. Muốn xuống để viết nữa thì bấm dấu ngang này, bấm dấu ngang này để cái dấu nháy cho nó xuống. Đó, xuống cho không là các em bấm ở trên là điểm sai á, hiểu chưa? Cộng này, bấm phím cộng này, sau đó mở ngoặc này, 6 trừ 4 này, 6 này, trừ này, 4 này, đóng ngoặc này, nhân cho 3 này. Thì máy tính nó sẽ tự hiểu là à, chúng ta phải tính trong ngoặc này trước, không? Rồi, sau tôi tính ngoặc này, sau đó tính lũy thừa này, tới phép nhân và cuối cùng là tới phép cộng. Nhưng mà kết quả bằng 70 này. Đây. Bây giờ hiểu chưa các em? Để thôi. Đấy. Đối với em thì như đấy, còn ví dụ giờ về phân số. À, phân số các em không chưa được học. Thầy nhầm với cái bộ kia, từ từ. À, khi tới đâu thì thầy chỉ máy tính tới đó cho để các em bấm nha. Các em có thể biểu yêu cầu phụ huynh của mình vô máy tính để về thực hành cho nó nhuyễn các em nha. À, thực hành đây. Từ từ. Thực hành đây để thầy ghi bấm kết quả đây luôn nha. Đây. Cho thực hành đây. 93 nhân, thấy không? Mở ngoặc ra thì cái ngoặc là đây đó. Rồi. 4237 trừ 1928 đóng ngoặc lại cộng 2500. Bấm vô bằng đây kết quả này các em. Như vậy thì ở đây sẽ bằng là 217237. Thầy ghi kết quả đây để khi các em bấm máy tính để các em đối chiếu nha. Tiếp tục ở đây các em. 5 mũ 3. Nhớ bấm phím ngang xuống này. Nhân này, mở ngoặc ra. 64 nhân 19 này cộng 26 nhân 35 này, đóng ngoặc lại này. Trừ này 2 mũ 10 này. Thấy chưa? Bấm bằng cái bằng. Đây. Nhưng mà kết quả ở đây sẽ bằng là 264726. Máy tính không bao giờ sai. Khi sai khi nào? Khi các em, cái người nhập máy sai. Nghĩa là chúng ta sai chứ máy tính không bao giờ sai. Tại vì máy tính là một phần mềm đã mặc định sẵn. Các cái hệ điều hành và các cái thứ tự thực hiện máy tính nó đã cài đặt sẵn rồi. Hiểu chưa nào? Khi các em tính sai đừng có bao giờ đập cái máy nhé. Mà các em gõ vô trong cái đầu của mình á. Tại vì chúng ta nhập sai chứ không phải là máy tính sai được. Máy tính không bao giờ sai. Thầy dám khẳng định là như vậy. Từ khi nó hết pin. Rồi. Như vậy thì tiếp hôm sau thầy quay cho em phần bài tập. Bài số 1 này các em nhìn trước. Trong đây nó cũng có 4 bài. Được chưa? Phần 3 này, sử dụng máy tính cầm tay. Như vậy clip hôm nay tới đây là kết thúc em nhé. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay cho em phần bài tập. Ok. Bye em nhé. Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 6 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã hướng dẫn cho các em xong ở cái bài số 5, thứ tự thực hiện phép tính đó nào. Chúng ta đã nắm các cái thứ tự thực hiện như thế nào rồi. Nếu mà có dấu ngoặc á thì chúng ta phải thực hiện trong ngoặc trước. Còn nếu không có dấu ngoặc thì chúng ta thực hiện nhớ là lũy thừa tới nhân chia tới cộng trừ. Còn nếu như mà trong một phép tính mà chỉ có cộng với trừ hoặc là nhân chia thì chúng ta thực hiện từ trái sang phải. Nhớ là như vậy. Quy tắc đã có nên ta cứ thế mà thực hiện nha. Trong clip hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em phần bài tập. Trong đây nó có 4 bài các em. Và nhớ nói phụ huynh các em là phải mua giùm thầy cái máy tính này để chúng ta học. Tại vì máy tính này là được phép đem vào phòng thi các em. Sau này người ta lên trung học phổ thông á thì không biết là sau này nó có ra mấy cái dòng máy tính đời mới nữa hay không, nhưng hiện tại cái máy tính này là đã đỉnh nhất rồi các em. Như là tất cả những hệ điều hành trên đây chúng ta đều có thể làm việc được, giải được toán của trung học phổ thông, đặc biệt là lớp 12 các em nhé. Đấy. Anh em cứ yên tâm, thầy nói cái nào thì mua cái đó thôi, chứ còn sau này người ta ra cái loại nào mà VIP hơn nữa thì mua tiếp chứ giờ sao. Nói chung thì thầy nghĩ máy tính này không lỗi thời đâu các em. Chúng ta đi sang phần bài 1 nha. Câu A. Tính 2023 trừ đây cho 25 mũ 2 chia cho 5 mũ 3 cộng 27. Ha, thì sau khi các em làm xong á, theo thầy nghĩ thì chúng ta cũng nên sử dụng máy tính này để chúng ta kiểm tra kết quả mình làm đúng hay sai. Cái máy tính này. Chứ không phải là người ta bấm một phát một cái ra kết quả luôn mà các em ghi vô là không được. Mà theo thứ tự thực hiện phép tính mà các em làm, hiểu chưa nào? Rồi bây giờ thầy tiến hành hướng dẫn các em nha. Ở trên này các em thấy nó không có dấu ngoặc thì theo thứ tự chúng ta thực hiện lũy thừa trước.
rồi tới nhân chia, rồi tới cộng trừ. Nhưng mà chúng ta thực hiện chỗ lũy thừa này trước này, rồi tới phép trừ, phép cộng ở đây. Ok em nè. Đấy, rồi. Như vậy thì ở đây 2023 cứ để đó, trừ để đó luôn. 25 mũ 2, 25 mũ 2 chúng ta tính là lấy 25 x 25 là bằng 625. 5 mũ 3 lấy 5 x 5 x 5 là bằng 125. À, cộng ở đây cho 27. Được không? Sẽ bằng 2023 trừ cái em lấy thằng này chia thằng này thì bằng mấy? Bằng 5 đúng không nào? Bằng 5 cộng 27. Ok. Lấy như vậy thì bây giờ á, đầu tiên ta thực hiện lũy thừa đúng không? Sau đó tới phép chia ở đây theo thứ tự mà, sau đó tới trừ, ở đây có trừ và cộng thì chúng ta thực hiện từ trái sang phải. Trừ trái sang phải nghĩa các em lấy thằng này trừ này, chứ các em đừng có lấy thằng này cộng này trước nha. Lấy ông này trừ ông này này. Như vậy lấy 2023 trừ cho 5. Đó nè. Thì sẽ bằng mấy em? Ở đây trừ đúng không? Trừ đúng rồi. Thầy cứ sợ ghi sai đề em. Như vậy bằng bao nhiêu em? Lấy này trừ này thì bằng 2018 cộng cho 27. Như vậy kết quả ở đây sẽ bằng 2045. Thì bây giờ thầy sẽ tiến hành nhập máy tính để xem thử kiểm tra kết quả của thầy đúng hay sai. 2023 trừ 25 mũ. Mũ thì thầy đã hướng dẫn em rồi. Đây 25 mũ máy này, mũ 2 này. Nhớ bấm phím ngang này để xuống cái dấu nháy này từ trên xuống nha. Chia này, máy này, 5 mũ 3. Nếu mà thầy bấm kết quả mà nó không đúng với cái kết quả của thầy, chứng tỏ thầy làm sai á. Cộng 27. Đấy, mà nếu kết quả nó giống chứng tỏ thầy làm đúng. Đúng chưa? Đúng chưa nghe? Ok, chúng ta sẽ có máy tính các em thấy rất là tiện đúng không? Nhưng mà các em tránh cái việc làm dùng, tránh việc làm dùng nha. Chúng ta phải tự tính trước rồi các em bấm máy tính chứ đừng làm dùng quá, rồi khi đó cái đầu óc của mình, ngay cả cái bảng kiểu chương mà không thuộc nữa thì thôi bó tay chấm cơm luôn á, hiểu chưa nào? 11 mũ 2 trừ 20 nhân 6 cộng 5. Thì đối với bài này á, các em để ý thầy này. Thứ nhất là nó có dấu ngoặc. Có dấu ngoặc. Ngoặc ngoặc tròn này, rồi ngoặc vuông này. Thì chúng ta phải tính gì? Tính trong ngoặc tròn này trước. Trong ngoặc tròn này thì em thấy có lũy thừa và có phép nhân và có phép trừ. Thì các em phải tính lũy thừa này trước, sau đó tới tính phép nhân và cuối cùng là tới tính phép trừ này. Còn các số liệu 60, 7, 5 này chúng ta phải ghi lại mặc dù chúng ta chưa đụng chạm gì cả. Hiểu chưa? Bằng này. 60 chia này, 7 nhân này. 11 mũ 2, 11 mũ 2 nghĩa là bằng 11 nhân 11 thì bằng 121. 20 nhân 6 cứ để đó. Cứ làm từ từ như vậy, đừng nên có vội nha các em. Bây giờ trong ngoặc tròn này thầy sẽ tính phép nhân ở chỗ này này. Hiểu chưa? Như vậy 60 chia 7 nhân 121 trừ 20 nhân 6 là bằng 120 này. Cộng 5. Bây giờ chúng ta có thể bỏ ngoặc tròn được rồi. Bằng cách nào? Lấy 121 trừ 120 tính trong ngoặc tròn này sẽ bằng mấy? Bằng 1 cộng 5. 60 chia. Bây giờ trong ngoặc vuông này có phép nhân và có phép cộng. Chúng ta thực hiện phép nhân này trước. Lấy 7 x 1 là bằng 7 cộng 5. Trước em lấy 1 cộng 5 này là sai. Lấy 1 cộng 5 bằng 6 nhân cho 7 này là sai biết tầng biệt hả nha. Bây giờ các em có thể bỏ ngoặc vuông được bằng cách lấy 7 cộng 5 là bằng 12. Và kết quả đây sẽ bằng 5. Được chưa? Vậy thôi. Hiểu không? Đấy, ok. Nha. Chúng ta đi xem bài số 2 nha. Ta đi xem bài số 2 nha. Bài này là bài tìm số tự nhiên x. Thì hôm trước thầy đã hướng dẫn em ở cái phần bài tìm x cho công thức các em rồi. Không, các em nhớ là công thức là A x chia A bằng B. Thì x này sẽ bằng là B nhân A. Và một công thức nữa là A nhân x bằng B. Thì x sẽ bằng B chia A. Nhớ giùm thầy hai công thức này để chúng ta thực hiện này. Như vậy câu A này. 9x trừ 2 mũ 3 chia 5 bằng 2. Như vậy thì ở đây các em coi cả cái ngọt này, tại vì cái x nó nằm ở trong cái ngọt này đúng không? Thì em coi cả cái ngọt này đó chính là x lớn chia cho 5 bằng 2. Thì x lớn này sẽ bằng là 2 nhân 5. Đó nè. Như vậy thì chúng ta có 2x trừ 3 mũ 3 sẽ bằng 2 nhân 5. 2x trừ 3 mũ 3 cứ để đó. Ê, 2 mũ 3 chứ. Mày hồn thầy viết sai cái đề. Chết thầy. 2 mũ 3.
2 nhân 5 thì bằng 10. Được chưa? Như vậy 2x này 2 mũ 3 thì chúng ta phân tích bằng 8 trừ 10. Đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là gì? Đây chính là số bị trừ, số trừ và hiệu. Để tính được số bị trừ các em lấy hiệu cộng cho số trừ. Như vậy 2x này sẽ bằng 10 cộng 8. 2x sẽ bằng là 10, 19. Được nè. Đấy. Ok chưa? Ok chưa nè. Như vậy thì ở đây nó sẽ là x này sẽ bằng là gì? Ai 18 chứ. Ủa sao là kỳ ấy nhỉ? Bữa nay đầu óc của thầy bị sao ta? 18 thầy lại ghi mình 19. Thầy cũng không hiểu. Bị điên hay sao? Như vậy x này sẽ bằng 18 chia 2. Như vậy x này sẽ bằng 9. Thầy bị điên không em? Sao vậy ta? Sao là nhờ? Trên đây 2 rồi ghi 3. Rồi, các em thông cảm xíu nha. Bị tưng tưng xíu sao? Trong một ngày thì sẽ có khoảng vài giây bị đứt em, bị đứt dây. Nên em thông cảm xíu cho thầy nha. Rồi, bằng 9 cho em nha. Rồi, ok. Ta đi sang ở câu B. 3B các em. 2B đấy lại. Trời ơi sao vậy trời. Thầy Quang ơi là thầy Quang. Rồi chúng ta sẽ có gì cái ngoặc đây. 3 mũ 4 trừ 8 mũ 2 cộng 14. Tại vì cái độ tập trung của thầy hồi nãy giờ nó không cao các em, nên ghi hay bị sai. Bây giờ thầy sẽ tập trung lại này. Rồi cho thầy đang nghĩ về một việc ở trên cơ quan em. Ở đây các em thấy x nằm ở đây thì chúng ta thực hiện trong cái ngoặc vuông này. Trong ngoặc vuông này có ngoặc tròn, thì trong ngoặc tròn này các em sẽ thực hiện lý thừa này trước, sau đó các em cộng cho 14 thầy ở đây, được không nào? Còn phía bên đây các em cứ thực hiện lý thừa bình thường thôi nha. Như vậy thì ở đây 3 mũ 4 cứ để đó. 8 mũ 2 là bằng 64 cộng cho bao nhiêu? 14 này, đúng không? Thầy cứ sợ ghi sai cái đề. Chia ở đây cho 13 nâng x. Ở đây 5 mũ 3 thì bằng 125. 10 mũ 2 là bằng 100 em nhá. 10 mũ 2 là bằng 10 nhân 10. Như vậy ở đây 3 mũ 4 cứ để đó. Trừ 64 mà trừ cho bao nhiêu? Thầy loại 64 cộng cho 14. 64 cộng 14 này, nói cho nhanh rồi, là bằng 7 mấy? 78 chia 13 để nhân cho x. 125 cộng cho 100 bằng 225. Đúng chưa? Như vậy 3 mũ 4 ở đây chúng ta thực hiện trước nè. Như vậy 3 mũ 4 là bằng 81 đúng không? 99 81, đúng rồi. Trừ ở đây bao nhiêu nè? 78 chia cho 13 là bằng 6 đúng không? Nhân x 225. Em lấy 81 trừ 6 là bằng bao nhiêu? 70. 75 nhân cho x 225. Như vậy x này sẽ bằng 225 chia cho 75 thì kết quả đây sẽ bằng mấy? Em bằng 3 đúng không? Vậy x bằng 3. Đúng chưa? Rồi. Thầy bữa nay sao cứ ngơ ngơ ngáo ngáo vậy? Được chưa? Đấy. Ta thực hiện như các bước như thầy như vậy nha. Chúng ta sẽ đi sang ở cái bài số 3. Bài số 3 thì rất là đơn giản rồi, sử dụng máy tính cầm tay thì nghề của chàng ha. Câu A 2027 mũ 2 trừ 1973 mũ 2. Cái này bằng luôn nha. Đây. Thì này thầy nói số mũ là bấm chỗ đây rồi đúng không? 2027 này, mũ này, bấm đây. Chúng ta bấm số 2. Nhớ cái dấu nháy nó đang ở phía trên này. Chúng ta bấm dấu ngang này xuống. Trừ này, bấm trừ này. 1973. Đây, mũ 2. Rồi, bây giờ có thể bấm dấu bằng được rồi ha. Cái bấm dấu bằng ở đây. Bằng này. Đây nghe. Bằng 216.000 nha. Rồi. Câu B. 4 mũ 2
kết quả bằng. Như vậy thì ở đây chúng ta bấm này, 4 mũ 2 đúng không, 4 mũ 2 xuống này, cộng này, mở ngoặc ra, 365 trừ cho 289, đóng ngoặc lại, nhân cho máy nhân là 71. Rồi bấm 5412 nha. Xong. Ok chưa? Rồi. Ta đi sang là cái bao câu cuối cùng là câu số 4 các em nhé, câu số 4. Gì đây nè. Bảng sau thể hiện số liệu thống kê danh mục mua văn phòng phẩm của một cơ quan, số tự này, loại vợ, loại hàng này, số lượng, giá đơn vị này, tính tổng số tiền mua văn phòng phẩm của cơ quan. Thì để tính được tổng số tiền á thì em sẽ lấy số lượng nhân với đơn giá, nghĩa cứ lấy 35 nhân 10 này, nhân này và cộng lại thôi. Cho em hiểu nè, ví dụ vợ loại 1 số lượng đây là 35 quyển đi, một quyển là 10.000 đồng thì em lấy 35 nhân 10 thì bằng 350.000, ví dụ đó, cho đó em cộng lại. Như vậy thì ở đây nè, em ghi thầy là tổng số tiền mua văn phòng phẩm của cơ quan là, thì đây em cứ nhân tương ứng và cộng số nha, lấy 35 nhân 10 cộng 67 nhân 5 cộng 100 nhân 5 cộng 35 nhân 7 cộng 35 nhân 5 được nè, các bạn sẽ bằng. Rồi bây giờ thầy bấm máy tính luôn nha, thầy lấy ở đây là gì, 35 nhân 10 này cộng 67 nhân 5 cộng 100 nhân 5 cộng 35 nhân 7 cộng 35 nhân 5. Đây nha. Ở đây là 1 triệu 1605 nghìn đồng, đơn vị là nghìn đồng ha. Còn nếu nó là 1.605.000 đồng đấy, được chưa? Đơn vị đây là nghìn đồng, nghĩa là đáng lẽ mình không ghi nghìn đồng thì thêm 3 số 0 sau nữa. Còn mình ghi số này thì mình ghi đơn vị đây là nghìn đồng, chứ đừng phải là ghi đồng là sai á. Hiểu chưa nào? Rồi ok. Như vậy thì trong clip sau thì thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài số 6, chia hết và chia cả dư, tính chất chia hết của một tổng em nha. Chúc các em học tốt và luôn luôn tin tưởng vào kênh của thầy. Và đăng ký kênh, nhấn ngay chuông và chia sẻ bài giảng cho thầy em nha. Bye bye các em. Ok.